Vâng, xin mời mình chào anh em nhé. Hôm nay shop mình lại giới thiệu cho anh em xem hai cây Zippo La Mã anh em nhé. Hai cây này thì có cây này là hàng sưu tầm này, cây này là hàng dùng bình thường anh em nhé. Cây này thì cũng hơn 20 năm rồi, cây này thì cũng hơn 30 năm rồi anh em nhé. Thì mình giới thiệu cây giá tiền trước đi. Cây giá tiền là cây này. Đây là một chiếc Zippo được sản xuất vào năm 2000 anh em nhé. Nó còn mới nguyên, chưa qua lửa. Hiện tại những cái mẫu mà màu trắng như thế này, đời mới như thế này thì giá cũng gần 1 triệu rồi anh em nhé. Đấy, nhưng cây này thì nó cũng hơn 1 triệu một chút. Anh em mua cây này thì anh em cứ đọc đúng cái mã số này cho mình này, thì mình sẽ ship cho anh em. Ví dụ cây này có mã số mình đánh dấu là ZL498 anh em nhé. ZL498. Cây này được sản xuất vào năm 2000. Cái năm 2000 thì nó sẽ có mộc đáy hai kiểu anh em nhé. Và kiểu này là kiểu thứ hai, kiểu mộc đáy kép. Mộc đáy kép tức là nó có cả ghi cả số bình thường và số La Mã anh em nhé. Đây, nó như thế này, người ta gọi là mộc đáy kép anh em nhé. Về chất liệu sản phẩm này thì nó cũng là bằng đồng, sau rồi nó được đánh bóng và mạ chrome anh em nhé. Cái lớp chrome thì rất là cứng và bền anh em nhé, là phản chiếu sáng như gương luôn. Thì mình sẽ cho anh em xem trước này, sản phẩm này nó mới nguyên anh em nhé, 24 năm rồi mà còn mới như này thì cũng rất là tuyệt vời anh em nhé. Phần thân và phần nắp kín, bán lề 5 chấu anh em nhé, bằng niken, mối hàn tròn đều anh em nhé, rất là tròn. Mặt sau thì nó có tem anh em nhé, cái này thì anh em về anh em tự xét tem nhé. Còn mình đã kiểm tra xem là bên trong có kẹt đá hay không thì mình đã bóc ra rồi, xé cái tem này. Đây, cạnh bên đây, đây, cạnh bụng nó đây anh em nhé, sơ lược nó là như thế, còn mộc đáy thì mình đã soi rồi đây anh em nhé. Anh em muốn lấy cái này thì đọc đúng cái mã số bên dưới, cái mã số bên đây và gọi điện hoặc chat Zalo cho mình nhé, thì mình sẽ ship cho anh em. Mẫu này thì shop mình chỉ có một cây duy nhất thôi, không có cây thứ hai anh em nhé. Về âm thanh của nó thì nó tương tự như trong video anh em nhé. Riêng về âm thanh thì mình sẽ không hứa được với anh em là nó hay như thế nào, còn về chất lượng thì mình hứa với anh em là hàng xịn, bảo hành trọn đời anh em nhé, cam đoan với anh em là hàng chính hãng. Đây, âm thanh đấy anh em nhé, cái này mình tay mình hơi trơn một chút. Bánh xe thì bén. Bên trong thì nó có màu như thế này anh em nhé, màu trắng này. Bên trong cái này thì hơi lem, đôi khi nó lem lem là bình thường anh em nhé. Ruột và vỏ cái này thì được sản xuất trùng năm 2000. Còn cái chữ cái ABC thì tất nhiên là lệch nhau mấy tháng rồi. Ruột có màu trắng, cổ đá cao bằng đồng và bánh xe cassette. Cái này thì anh em mua về anh em cũng có thể tháo, anh em xếp tim anh em nhé. 24 năm rồi nhưng mà cái cây này là còn chưa châm xăng anh em nhé, thì anh em tháo anh em xếp tim cho lại. Lưỡi gà này thì shop mình sẽ bảo hành trọn đời. Tất cả sản phẩm trên, tất cả chi tiết trên cái sản phẩm này đều là nguyên đai nguyên kiện hết anh em nhé, không có thay thế gì hết. Còn có viên đá này này, viên đá này thì xem. Viên đá này chắc là viên đá này mới thôi. Viên đá này không phải là của cách đây 24 năm. Sợi tim này cách đây 24 năm anh em nhé. Còn viên đá này không phải. Tại vì là cái viên đá để lâu quá thì nó sẽ sinh ra cái hiện tượng bị mục đá anh em nhé. Nó mục đá xong nó bị kẹt. Chính vì vậy là mỗi cái cây Zippo La Mã mà còn tem thì mình thường phải bóc ra trước. Ok, anh em muốn lấy cái này thì đọc đúng mã số, mình sẽ ship cho anh em nhé. Cái này giá là 1.200.000 đồng anh em nhé, 1.200.000 đồng thôi. Thay vì anh em bỏ tiền ra gần 1 triệu mua cây Zippo đời mới bây giờ, thì anh em bỏ thêm vài ba trăm nữa thì anh em mua cái cây cách đây 24 năm anh em nhé. Vâng, cây đầu tiên. Đến cây tiếp theo, cây này được đựng trong cái hộp nhựa anh em nhé. Đây, cây Zippo Chunin anh em nhé, chủ đề về camel. Camel là lạc đà đấy. Đây, một thương hiệu thuốc thì cũng khá là nổi tiếng rồi. Anh em muốn lấy cây này thì đọc đúng cho mình cái mã số đây. Đây, mã số mình đánh dấu là ZL499 anh em nhé, ZL499. Chất liệu sản phẩm này thì như anh em nhìn thấy nó là bằng đồng anh em nhé, nên là nó có màu vàng đồng như thế này. Cây này thì lâu, nó vẫn là chưa qua lửa anh em nhé. Đây, chưa qua lửa này. Cây này thì mình nhập về là nó có bám vân tay một chút, nên là mình đã lau sáng bóng lên như thế này rồi, cho nó đẹp.
Cây này giúp mình vẫn bảo hành trọn đời anh em nhé, là anh em yên tâm. Về chất liệu của nó vẫn là bằng đồng. Đấy, cái này thì đồng trơn luôn, nó không có mạ cái gì cả anh em nhé. Và nó được khắc chìm chủ đề về camel này, này lạc đà. Mặt trước thì nó như thế này. Cây này đặc biệt là phần thân và phần nắp thì kín khít nên là cầm xăng rất là tốt anh em nhé, cỡ một tuần lễ là bình thường. Bán lề thì có 5 chấu, hai mũi hàn thì cũng rất là đẹp anh em nhé. Để hàn bằng điện rất là kín luôn, không hề bị hở, không hề bị lộ anh em nhé. Bán lề cũng kín, mặt sau thì đây, mặt sau thì cũng vàng bóng. Cái này còn mới anh em nhé, chưa qua lửa. Cạnh bụng này mới luôn, rất là mới. Đi đến cái mộc đáy này, mộc đáy cây này là mộc kép anh em nhé. Bình thường, à mình xin lỗi, cây này là mộc chu niên anh em nhé. Bình thường đây là bên trái sẽ có tháng ABC, bên phải là sẽ ghi là năm. Đấy, tuy nhiên cây này nó sẽ không như thế mà nó ghi đây là năm 1932, là năm sản xuất Zippo, anh công ty Zippo ra đời anh em nhé. Còn ghi đây ghi là 1992. Đấy, 1992 là 60 năm anh em nhé. Kỷ niệm 60 năm công ty Zippo. Thì mộc như thế này người ta gọi là mộc chu niên. Và cái chữ R này, nó bên dưới này nó rất là rõ ràng và sắc nét anh em nhé. Chữ R rất là to và đẹp. Đời mới bây giờ thì chữ R cực kỳ bé luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ test âm cho anh em nghe. Âm thanh đấy anh em nhé, cây này thì mình thấy âm thanh khá là ok. Bánh xe thì bé. Anh em muốn mua cái này để sưu tầm hoặc sử dụng hay làm quà tặng thì alo cho shop nhé. Bản lề rất là cứng cáp. Cái này thì hàng trung niên, bản lề cũng cứng cáp. Anh em dùng, nếu mà dùng sau một thời gian thì bản lề này nó mềm ra thì âm nó còn hay hơn nữa anh em nhé. Ruột này thì có màu trắng. À mình xin lỗi, ruột này có màu vàng. Ruột vàng hay ruột trắng thì nó ban đầu nó cũng được làm từ thép thôi anh em nhé, thép trắng. Xong rồi màu vàng thì nó mạ thêm. Ruột này thì được sản xuất năm V là năm bao nhiêu? 89, 90, 91 anh em nhé. V là ký hiệu của năm 89. Thêm hai cái là năm 91 anh em nhé. L là tháng 12. Tức là cái ruột này được sản xuất vào tháng 12 của năm 1991. Còn cái này thì được sản xuất tháng đầu đầu năm 1992, tức là lệch nhau một tháng anh em nhé, một tháng. Đấy, nó như thế. Ruột rất là đẹp. Cổ đá cao. Buồng đốt là mới anh em nhé. Bánh xe cắt xéo. Độ mới cái này thì rơi vào tầm khoảng 97-98% anh em nhé. Và tất nhiên nó cũng chưa qua lửa. Bông còn rất là trắng này. Cái này cũng chưa có dấu hiệu bị trờn, bị xoắn anh em nhé. Lưới gà thì còn mới, shop mình sẽ bảo hành trọn đời cho lưới gà này. Cây này thì anh em sử dụng rất là thích luôn đấy. Ok, cây này có mã số mình đã đánh dấu trên đây rồi, anh em muốn lấy thì gọi điện và đọc đúng cái mã số cho mình nhé, thì mình sẽ ship cho anh em. Âm rất là hay. Những cái cây trung niên bây giờ giá rất là cao anh em nhé, có những cây giá tầm khoảng hơn 4 triệu đấy. Anh em cứ tham khảo anh em nhé. Còn nếu anh em muốn lấy cái này thì giá của nó là bao nhiêu nhỉ? 2 triệu 850 nghìn thôi anh em nhé. 2 triệu 850 nghìn. Bảo hành trọn đời. Vâng, hai cái này anh em muốn lấy cái nào thì nhanh tay alo cho shop nhé. Vâng, anh em xem video cho shop thì một đăng ký kênh và một like. Cần thêm thông tin gì thì cứ lên Google và chữ zipman.vn nhé. Kính chào tạm biệt ạ.